Em mới chào đại đình nha, hiện tại chị Lon cùng vừa cùng anh Hải mới vừa về tới luôn cả nhà. Thấy chị Lon về là bé Biêu kêu liền. Biết rồi đó. Hello, chị Lo. Bơm chuẩn bị livestream cả nhà. Nay có bé tiền livestream chung không chị Bơm Bơm? Bơm có tin mới không? Dạ là đầu tiên những phép hậu nhân mến chào đại định nhé. Chào anh. Bên đâu lên anh? An Giang. An Giang lên hả? Ồ, khán giả An Giang lên mua quá trời luôn đó nha. Sẵn đường đi ghé luôn anh. Mua dầu rồi mua rong biển kẹp hàng rất là nhiều luôn đó nha. Mua mỹ phẩm nữa. Nhân viên thì đang tư vấn cho cô ở bên trong. Anh chị thì đến từ An Giang cả nhà, sẵn đi công việc ghé đi mua ủng hộ hàng chị Hồng Loan luôn. Phải nói là mua rất là nhiều luôn cả nhà. À, có một cô bò nữa cả nhà. Ở đồng biển nhập hàng đó cả nhà. Một giỏ luôn á. Có đông trùng hạ thảo nữa cả nhà. Đó, con trai đang đóng một bịch này, lấy thêm một bịch nữa nữa cả nhà. Một bịch. Mua 4-5 hũ đông trùng hạ thảo rồi mua dầu xả bưởi, dầu gọi bưởi luôn cả nhà, đóng vô 3 bịch luôn, để 2 bịch rất là nhiều cả nhà. Rất là vui luôn, hôm nay quay được anh chị ở An Giang lên đây cả nhà. Phải nói An Giang là rất là xa. Đây. Chào anh. Chào em. Dạ.
Mấy anh chị rất là dễ thương luôn. Mua thêm nữa cả nhà, mua 3 bịch rồi giờ mua thêm nữa. Nói chung là khán giả đến đây mua đồ ăn nào thấy ngon là người ta mua hết cả nhà. Ở đây là cho đều cho dùng thử nha, dùng thử cái nào vừa miệng thì mình mua cả nhà. Ở nhà sản xuất thì người ta chủ yếu tôi làm ra nó vừa ăn, có thể là ăn lạc hơn thì ăn lạc rồi ăn mặn thì mình có thể thử, vừa miệng thì mình mua cả nhà. Chào chị nha. Rồi. Rồi cô ở An Giang cả nhà. Chị xe 7 chỗ lên nè. Cắn thì đường nào cũng ngọt á, và cái màu đỏ này nó sẽ đậm mùi hơn, nó sẽ ngọt hơn là màu trắng này nha, màu trắng nó sẽ dịu hơn chút xíu, màu nào cũng thơm á cả nhà ơi. Chỉ có 830g một chai, 100ml nha, rất là thơm nha, cũng chuẩn bị thôi là giá ra thì rất là dễ sử dụng, nó mà cái độ lưu hương là đỉnh luôn.
sữa tắm mới về bên mình bông nè cả nhà ơi, sữa tắm hương hoa hồng với lại nấm hoa hương hoa trà. Đây là hoa hồng này, cái chai trong trong là hoa hồng, còn cái chai ra màu hồng thì là hoa trà nha. 415k một chai. Bao nhiêu ml vậy bông? Dạ 100 ml chị ơi. Cái này là 100 ml nha. 100 ml nha chị yêu ơi. Không, chị hỏi từ bông cốt em lên bông cốt cho chị luôn. Xà bông cốt em có nhà đó em vẫn xài được cũng không em. Ủa, cái mùi này ngọt nha chị, mùi này là mùi nữ chị nha. Nếu mà nó cũng hơi đậm á, nếu mà mấy anh mà thích mùi ngọt là xài nha, tại vì nó hơi đậm và nó hơi nồng. Mùi lắm nha, nó kiểu như nó gắt mùi lắm nha. Còn nó lưu hương rất là lâu luôn nha. Mùi đó nè. Chị muốn xài mùi nem đó, em gửi cho chị mấy chai nước hoa mùi nem mà giá cũng tầm trung, rất là dễ xài và nén mà chạy bên em nha, em đang chỗ lắm để em gửi nha. Em gửi cho chị cái lớp tiền nu mà của nem á, 1.050.000 màu đen á. Em gửi chị cái hãng này cho hàng thơm lắm. Em nghĩ đang xài mùi nem rồi cái mùi nước hoa nam thơm dữ lắm rồi. Sao không có chị nào mới hỏi em đây đây cốt thì em có, thứ nhất là sữa tắm loại cốt nha. Sữa tắm loại cốt em có hai dung tích, một chai là chai này là có vòi là gần 1 lít, 946 ml là giá 245.000. Còn cái chai mà trong suốt màu xanh nó trong như vậy này là 530. Ơi nó nhỏ tắt tiếng thì không cái nào vậy? Anh hả? Anh chia thế, ủa em sợ bị dội vô đây. À đây, chai tắm gội cốt là nhỏ là 532 ml. 532 ml thì giá là 180k. Chai mùa nam, dạ em không có sẵn nước hoa chị ơi, mà lấy nước hoa chiếc mini của chị Loan được không? Em có nước hoa chiếc của chị Lan là tất cả là mùi nem là 70k một chai. Em còn số lượng ít lắm nè, nước hoa lan là cả nhà ơi 70k một chai nha. Em có loại chiếc hết được không chị? Em có mùi chai nước hoa chiếc của chị Lan là 70k một chai. Ủa sao vậy chị Nguyễn? Chị biết sao mà nước hoa không có sẵn, nước hoa là em bán order. Nước hoa là em bán order rồi đó, cho nên là... có nước hoa chiếc mùi nem nè, nước hoa của Hồng Lan nè chị ơi, nước hoa của chị Lan nè, lấy cái này đi cũng thơm lắm luôn. Hoặc chị muốn lấy cái full 100 ml mà của hãng á thì em nhắn tin cho chị lựa nha. Trời ơi thơm quá. Cái mùi nem nữa nó đậm lắm cả nhà. Em bắt cười lắm, khách bên em cũng có mấy chị nữ thì xài mùi nem, còn có mấy chị nữ là chuyên gia xài mùi nam luôn, chuyên gia xài những cái mùi nước hoa của nam, giống như cái chai giò của em là của nam này, còn cái chai lớp tiền nu màu vàng đó là của nam mà mấy chị nữ cũng mua không à. Hello chị Bông, hello bé Cầm, hello bé Cầm, ăn cơm chưa? Cái này là nước hoa chiết nha cả nhà ơi, nước hoa chiết nam nha, 70k một chai đó. Mua mấy cái thì nhắn cho em nha, chế 6 ngày. Trời ơi rồi, em hiểu rồi, chắc là chị chia sẻ nhiều quá đúng không, chị chia sẻ nhiều cho nó hạn chế rồi đúng không? Trời ơi, có lỗi với chị quá đi. Đây không có, anh chị nào hỏi em là chai lớn là 946 ml là 245.000, còn chai nhỏ mẫu mới 532 ml là 180 nha. Ngoài ra em có sà bông cốt một lóc như chị tám cục, giá chỉ có 225.000, rất là rẻ luôn. Dạ con đang coi ra nhiều. Ok bé, nhớ share livestream cho chị Bông nha. Rồi xong cốt là 200, bán 225k một lót 8 cục nha.
còn cốt này cả nhà, cốt này là em bán nhiều dữ lắm rồi, em mới ra cái da chai, em mới về cái chai nhỏ cho cả nhà mình dễ mua nè, 180 nha, còn chai lớn là 245 thì tất nhiên là mình mua chai lớn thì nó cũng giá nó cũng hời hơn nha cả nhà, tùy chú chú chị mình lựa chọn nghe. Rồi xong cốt nha. Rồi sữa tắm hương nước hoa là em lên rồi nha, 415 da. Rồi sữa tắm sexy skin nha cả nhà ơi, sữa tắm sexy skin hương nước hoa phát 189k một chai, đây rất là thơm. Cái mùa hồng là mùa nữ nha, của mùa hoa hồng và nó rất là thơm, thơm cái mùi sen lắm, thơm mùi nước hoa lắm cả nhà ơi, thơm dữ lắm nha, mà nó lưu hương cũng rất là dai nha, em tắm tối nay mà nhìn hôm sau em còn nghe mùi luôn á. Chị Trần chị Phương Nguyên lấy chị một lớp sơn có, dạ ok cảm ơn chị nha. Đây còn cái màu trắng này là mùi unisex cả nhà ơi, mùi unisex này tức là nam nữ gì xài cũng được, cái mùi nó cũng hơi cá tính mạnh mẽ chút xíu cho nên là nam nữ xài đều được hết nha. Mình mua về xài chung với ông xã nè, xài chung với người yêu đó, xài chung cho nó tình cảm nha cả nhà ơi. 189 cho một chai, nhưng mà mình mua hai chai thì chỉ còn 360 thôi, rất là rẻ và thơm luôn. Hay là xài sexy skin bên em là liền, ở bên em có khách hả mua xài hết rồi, xài nữa xong mua nữa, xài rồi mua tặng nữa cả nhà, mua rất là nhiều luôn đó. Em bán mỗi đây là chạy nhất luôn nha cả nhà ơi, sữa tắm sexy skin nha, mà cái chai nhìn cũng sang mà là quà tặng cũng ok lắm nha. Rồi tiếp tục sữa tắm, em còn sữa tắm CK ở nhà, em còn có hai chai cuối cùng em bán là bình thường em bán là 289k một chai đúng không, hôm nay em sale còn 250. Rồi em còn đúng hai chai, cô chú chị nó lấy cho em 250 một chai nha, sữa tắm CK nha cả nhà ơi, sữa tắm CK nha. Sữa tắm hương nước hoa CK là nó giống như cái mùi, nó giống như cái mùi chai nước hoa CK em bán á. Chị nào hỏi nước hoa mùi nam mà giá ơi gì để rẻ, chị lấy cái chai nước hoa CK cũng được, có chị nước hoa CK một chai 100ml là 950, tụi thơm lắm, nước hoa CK thơm cứng đậm, giá nó cũng ok, mình dễ mua nữa. Rồi sữa tắm Vaseline là cả nhà em cũng còn ít thôi, một chai như vậy là một lít được nha, chỉ có 250.000 thôi. Sữa tắm Vaseline nha cả nhà ơi, sữa tắm Vaseline nha, một chai một lít cũng chỉ có 250 thôi, quá là rẻ luôn nha. Chốt đơn cô chú anh chị ơi, chốt đơn cô chú anh chị ơi, hôm nay có cái chuông nè đó, em mua cái chuông thì tối nay chị móm lao đang nhặt á, em nhấn cho sơn tụ nè đó. Hôm bữa em ra TikTok, hôm bữa em ra tớp tớp với chị móm á, em thấy bên đó người ta có đầu tư một cái chuông như vậy đó, em cũng lên mạng mua cái chuông đó. Chốt đơn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục nha cả nhà, sữa tắm xua Mỹ nha, nay có cái chuông đã bị em mới tậu về chị. Đây, sữa tắm xua Mỹ nha cả nhà ơi, xua Mỹ chai cũng một lít luôn nha, 275k. Xua của Mỹ 275k nha. Rồi xua em có của người của em nha. Của này còn có mùi nha. Ủa cái xua này xấu còn cái dưa hấu không? Cái thùng lỗ gì trong anh nó dẹp. Rồi xua là em có xua Mỹ của người lớn nha, là 275k cho một lít. Rồi lại của em bé là em có mùi dâu tây với lại mùi dưa hấu 190k một chai nha cả nhà. Màu này là màu xanh đậm là mùi dâu nè, còn cái xanh lá là mùi dưa hấu nha cả nhà ơi. Bé trai bé gái gì xài cũng được, trên 2 tuổi là xài được nha, 190k. Còn bé nào lớn lớn á, cả nhà khoảng tầm 6-7 tuổi, 8-9 tuổi mình lấy son cốt mình xài chung với gia đình mình cũng được nha. Đó, son cốt nó cũng rất là lành tính nha, bé chị nhỏ nhỏ là xài được luôn, là nhỏ nhỏ son cốt nha. Một cái chai nhìn đẹp ghê luôn. Rồi đây cả nhà sữa tắm em bé nha. Rồi giấy thơm cả nhà ơi, giấy thơm nha, giấy thơm của Mỹ nha cả nhà ơi, cái này lóc như thế này là 160 miếng, giá là 285.000. Mình mua hai lóc giấy thơm thì còn có 485.000 thôi đó, còn mà mình muốn xài ít thì mình lấy một hộp nha. Chị nghĩ lúc nào cũng để với con gà. Rồi giấy thơm nha cả nhà ơi, giấy thơm 160 miếng, giá là 285.000 hộp là 160 miếng nha, mình mua hai hộp là 320 miếng, giá chỉ còn có 485.000 thôi.